cùng với Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, dân tộc Việt Nam có thêm một cột mốc lịch sử mới, Điện Biên Phủ, cây cột mốc bằng vàng. 70 năm về trước, ngày 13 tháng 3 năm 1954, bộ đội ta đã nổ những phát súng đầu tiên mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, tiến công tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp. Trong 56 ngày đêm, quân và dân ta đã xóa sổ hơn 16.000 quân địch, đập tan tập đoàn cứ điểm vốn được phương Tây coi là pháo đài bất khả xâm phạm. Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng rực rỡ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của khát vọng tự do, độc lập, của đỉnh cao nghệ thuật quân sự và lòng quả cảm vô song của bộ đội Việt Nam. Thắng lợi tại Điện Biên Phủ là thắng lợi của đường lối kháng chiến đúng đắn, toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta dưới sự lãnh đạo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Tổng chỉ huy chiến dịch Đại tướng Võ Nguyên Giáp với một đội quân anh hùng bách chiến bách thắng. Trong không khí hào hùng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024, với vai trò cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của nền báo chí cách mạng, Báo Nhân dân triển khai đợt thông tin đặc biệt về chiến thắng Điện Biên Phủ trên tất cả các ấn phẩm và nền tảng báo chí của mình. Sau nhiều tháng chuẩn bị công phu, từ ngày 13 tháng 3 năm 2024 vừa qua, Báo Nhân dân đã thực hiện một sản phẩm trên Internet với cách làm chưa từng thấy, đó là chuyên trang đặc biệt chiến thắng Điện Biên Phủ. Trên nền tảng công nghệ hiện đại, thiết kế trang trọng, trực quan, chuyên trang đã số hóa kho tư liệu đồ sộ từ báo in được phát hành trong thời gian chiến dịch Điện Biên Phủ cùng các cuốn sách, tài liệu quý. Độc giả có thể trải nghiệm chân thực các bài báo, bài viết gốc song song với các bài báo được trình bày hiện đại, đa phương tiện dưới hình thức e-magazine. Điểm nhấn của chuyên trang chính là bản đồ chiến dịch tái hiện diễn tiến 56 ngày đêm của chiến dịch Điện Biên Phủ dưới dạng 56 bản nhật ký, bắt đầu từ ngày 13 tháng 3 năm 1954 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954. Cùng với bản đồ chiến dịch, chuyên trang có 6 chuyên mục, bao gồm các bài viết, phỏng vấn, phóng sự, bình luận, phân tích về nghệ thuật quân sự, hồi ức của các cựu chiến binh, công tác hậu cần, dư luận quốc tế. Chuyên mục diễn tiến chiến dịch cập nhật thông tin toàn cảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động tác chiến, thông tin liên lạc, hậu cần của quân đội ta. Phần diễn tiến chiến dịch cũng đồng thời được đăng tải với các phiên bản tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung và tiếng Nga, với mong muốn đưa những thông tin chính thống về chiến thắng Điện Biên Phủ đến với bạn bè quốc tế, nhất là độc giả trẻ. Chuyên mục dư luận quốc tế, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm các thông tin liên quan đến đánh giá của dư luận quốc tế trong và sau khi diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, tình hữu nghị vĩ đại của nhân dân thế giới với Việt Nam. Chuyên mục hỏi đáp bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức cá nhân về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được trình bày hiện đại, có tính tương tác cao. Không chỉ là vùng đất cách mạng, Điện Biên có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, nhất là du lịch lịch sử, văn hóa, tâm linh. Chuyên mục Điện Biên hôm nay sẽ ghi nhận những đổi thay của mảnh đất anh hùng, chính quyền và người dân quyết tâm nỗ lực xây dựng Điện Biên phát triển bền vững. Chuyên mục Multimedia mang đến nhiều hình ảnh tư liệu quý, các video clip về chiến thắng Điện Biên Phủ được thực hiện công phu bởi truyền hình nhân dân. Có thể khẳng định, đợt thông tin đặc biệt về chiến thắng Điện Biên Phủ là một đợt thông tin quy mô, toàn diện, phong phú nhất và kéo dài nhất trên báo chí cho tới thời điểm hiện nay, do những người làm báo đảng thực hiện về chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Nó là cái sự vào cuộc có thể nói là chưa từng thấy của tất cả các đơn vị thuộc Báo Nhân dân. Trước đây khi cho những cái đợt thông tin đặc biệt thì cái hoạt động lấy báo in luôn luôn là chính. Thế rồi cái cách thức tổ chức với các ấn phẩm, với điện tử, với truyền hình thì nó được thực hiện tương đối độc lập với nhau. Nhưng lần này là một cái tuyến thông tin mà có tổ chức, có bài bản, có kịch bản tổng thể
cho toàn bộ hoạt động của báo nhân dân, từ báo in cho đến các ấn phẩm, cho đến điện tử, cho đến truyền hình. Từ ngày 8 tháng 4, báo Nhân dân in hàng ngày cũng đã mở chuyên mục Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu vào các số báo các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, chủ nhật hàng tuần. Từ ngày 1 tháng 5 sẽ đăng liên tục, và chuyên mục Nhật ký chiến sự Điện Biên Phủ đăng hàng ngày. Theo kế hoạch, điểm nhấn đặc biệt nhất của đợt thông tin tuyên truyền lần này đó là vào ngày 7 tháng 5 năm 2024, báo Nhân dân sẽ ra mắt độc giả một sản phẩm báo in ấn tượng với hình thức thể hiện chưa từng thấy trong lịch sử báo chí. Với sản phẩm báo in số ra đặc biệt vào ngày 7 tháng 5 năm 2024, thì chúng tôi dự kiến sẽ có một sản phẩm mà chúng tôi cũng tự tin nói rằng là chưa bao giờ thấy trong cách làm báo của gần 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Nó sẽ là một sản phẩm rất đặc biệt. Nhưng nó không chỉ là cái sản phẩm gọi báo in thuần túy, mà nó lại còn có tính kết nối, tương tác với người dùng các thiết bị điện tử. Nó cũng không chỉ là một sản phẩm trên tờ báo in, mà nó lại còn được thể hiện ra thành một cái hoạt động vật chất. Hưởng ứng đợt thông tin đặc biệt về chiến thắng Điện Biên Phủ của báo Nhân dân, truyền hình Nhân dân đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, phát sóng chương trình đặc biệt 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình có thời lượng 5 phút, phát sóng liên tục vào 18 giờ 25 phút hàng ngày từ ngày 12 tháng 3 năm 2024 đến ngày 10 tháng 5 năm 2024 trên kênh truyền hình Nhân dân. Nếu như điểm nhấn của chuyên trang đặc biệt trên báo Nhân dân điện tử là chuyên mục Bản đồ chiến dịch, thì điểm nhấn trong chương trình đặc biệt của truyền hình Nhân dân là tiểu mục Nhật ký chiến trường. Qua những thông tin được biên tập xúc tích, những hình ảnh từ những thước phim tư liệu quý, kết hợp với việc xử lý đồ họa, kỹ xảo tinh tế, sinh động, tiểu mục sẽ đưa đến cho người xem một cái nhìn toàn cảnh, tổng quan về 56 ngày đêm hào hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ. Khối nội dung này cũng được tổ chức đăng tải một cách khoa học trên trang web của truyền hình Nhân dân tại địa chỉ nhân dân tv.vn và trên hai kênh YouTube chính thức là kênh YouTube truyền hình Nhân dân với 3,11 triệu người đăng ký theo dõi và kênh YouTube Đảng với dân với hơn 461.000 người đăng ký theo dõi. Đồng thời được đăng trên fanpage truyền hình Nhân dân, hiện có gần 400.000 người theo dõi. Bên cạnh tiểu mục Nhật ký chiến trường, mỗi ngày chương trình sẽ có thêm sự kết hợp của các tiểu mục như Tất cả cho tiền tuyến, Nghệ thuật quân sự, Dư luận quốc tế, Điện Biên hôm nay. Sự hy sinh mất mát, xương có thể nói chất thành núi, máu chảy thành sông. Vì vậy, thế hệ của chúng ta và thế hệ nhất là các bạn trẻ là phải hết sức kiên trì để mà giữ gìn lấy nó. Mong muốn được sự ủng hộ, được sự phối hợp với tất cả các cơ quan báo chí để cùng thông tin đầy đủ, chính xác, toàn diện để cho nhân dân trong nước và nhân dân trên thế giới biết được về sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ. Với Điện Biên Phủ, nhân dân Việt Nam đã làm nên một điểm hẹn mà lịch sử dành cho những cuộc chiến tranh xâm lược trong thời đại ngày nay. 70 năm đã trôi qua, những hình ảnh tàn khốc về chiến trường Điện Biên Phủ đã lùi xa và được thay thế bằng màu xanh của cây cối, của những công trình hiện đại nối tiếp nhau mọc lên. Những chứng tích về trận đánh lịch sử năm xưa chỉ còn lưu giữ ở những địa điểm lịch sử tiêu biểu. Nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại đã, đang và sẽ tiếp tục được lưu giữ trong ký ức của mọi người dân Việt Nam, của loài người tiến bộ và các dân tộc yêu trụng hòa bình trên thế giới. Những câu chuyện hào hùng về chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được thế hệ hôm nay tiếp tục kể cho các thế hệ mai sau, mãi mãi là như vậy. Và những bài viết, những phóng sự truyền hình cũng như chuyên trang đặc biệt của báo Nhân dân sẽ không chỉ là kho tư liệu khổng lồ có giá trị lưu giữ để giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau, mà trên hết còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.